Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói sắc vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Cho đến thanh văn thừa vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Độc giác thừa, đại thừa vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Này Xá Lợi Tử, sắc như hư không, thọ tưởng hành thức như hư không. Vì sao? Vì như hư không, khoảng trước bất khả đắc, khoảng sau bất khả đắc, khoảng giữa bất khả đắc, do khoảng cách trong đều bất khả đắc, nên nói là hư không. Sắc cho đến thức cũng như vậy, khoảng trước, khoảng sau, khoảng giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của sắc cho đến thức đều là không. Này Xá Lợi Tử, khoảng trước trong không bất khả đắc, khoảng sau bất khả đắc, khoảng giữa bất khả đắc, cũng do các khoảng đó đều bất khả đắc nên nói là không. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này, tôi nói sắc vô biên tế nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thọ tưởng hành thức vô biên tế nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Cho đến ba thừa cũng như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói ngay nơi sắc Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi thọ tưởng hành thức Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thọ tưởng hành thức Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, cho đến ngay nơi thanh văn thừa Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thanh văn thừa Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi độc giác thừa, đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa độc giác thừa, đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, sắc tánh không của sắc, thọ tưởng hành thức tánh không của thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc trong tánh không của sắc vô sở hữu bất khả đắc, các đại bồ tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức trong tánh không của thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, các đại bồ tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, chẳng phải sắc tánh không của chẳng phải sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức tánh không của chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì chẳng phải sắc ở trong tánh không của chẳng phải sắc vô sở hữu bất khả đắc, các đại bồ tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Chẳng phải thọ tưởng hành thức ở trong tánh không của chẳng phải thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, các đại bồ tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này tôi nói ngay nơi sắc Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi thọ tưởng hành thức Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thọ tưởng hành thức Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, cho đến ba thừa cũng như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói đối với tất cả pháp này, với tất cả chủng loại mọi nơi mọi lúc mà mong cầu các đại Bồ Tát, tôi hoàn toàn không thể thấy, không thể được. Làm sao bảo tôi đem Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát được? Này Xá Lợi Tử, sắc tánh của sắc là không, sắc đối với sắc vô sở hữu bất khả đắc, sắc đối với thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức trong sắc cũng vô sở hữu bất khả đắc, thọ tánh thọ là không, thọ đối với thọ vô sở hữu bất khả đắc, thọ đối với sắc tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, sắc tưởng hành thức trong thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc, tưởng tánh của tưởng là không, tưởng đối với tưởng vô sở hữu bất khả đắc, tưởng đối với sắc, thọ tưởng hành thức